Ok, hello, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh của Dư Khải Gaming. Và Dư Khải chúc em một buổi xem video vui vẻ nè mày. Và trong trận tống kim này thì Khải thấy ông nhị thiếu gia này là một người cũng là top server nè mày. Top 10 server bữa giờ Khải thấy, nhưng mà Khải không biết là ai. Và bây giờ thì lần đầu tiên Khải thấy ông luôn. Và cũng là cái buổi tống kim thì Khải không có đánh. Khải chỉ vào 5 phút thôi nè mày, 5 phút cuối, 10 phút cuối thôi. Ở trong trận này thì Khải phái gì vậy? Thúy Yên, sông đào à. Thúy Yên, sông đào à. À, tại vì lúc nãy Khải thấy ông này là Thiên Sông Đao Nam anh em. Thiên Sông Đao Nam đã đánh trận vừa nào, trong trận vừa này thì đánh rất tốt, đủ xanh top 1 tống kim đó. 247 112. Ừ, ok, là Khải sơ đồ thử nha. Rồi ơi, một set hiệp cốt chắc nha. Thứ Yên Sông Đao hiệp một chắc, một set hiệp cốt. Ui, một set cực phẩm luôn nha, ngọc bảo cực phẩm này, áo cực phẩm này, trời ơi, dạy chung nói. Thiên phục hồi đã cao, thời gian chị hỏi là cao rồi, mày quất thêm phục hồi 50 nữa, tầm này chùm rồi, đúng rồi, tầm này chùm rồi. Chùm tấm kim thời hiện tại rồi em ơi. Anh em thấy không, server Khải cực kỳ hot nha anh em ơi. Hết người này lên đến người khác, hết người này đến người khác, server rất hot, rất rất hot luôn em. Hiện tại server này server Hành Sơn, trang chủ là võ công truyền kỳ .net nha anh em. Rồi, em xét hiệu cốt, Thiên Nam. Một kháng lối 30, một tay kháng lối 28, một nhẫn 540, sinh lực. Một đai kháng họ và chống 40, sinh lực cao, sinh khí cao. Một giày làm chậm 40. Một vũ khí kháng lôi 30. Đó, kháng lôi 30 này, 30 này, 30 này. Một món làm chậm này, hai món làm chậm, có mình 8 làm chậm và kèm theo 40 chón. Đó, 40 chón thôi. Đó, chắc chưa? Và lượng sinh khí thêm 200. Ok, set đồ này quá chắc nè mày. Ngọc bội này nếu cực phẩm nó dao động phải tầm 30 đến 45 kim. Nó phải dao động từ 3 triệu đến 4 triệu ngọc bội này. Còn cái áo này thì như hôm trước ban Khải đấu giá thì cái áo này hơn 1 triệu anh em. Áo này hơn 1 triệu mà không biết bây giờ như thế nào. Khải nghĩ áo này cho đến bây giờ nó vẫn hơn 1 triệu. Nội xét hiệp cốt này của ông đã hơn hết gần hơn 4 triệu anh em. Hơn 4 triệu xét hiệp cốt này, chưa tính gia truyền với nhẫn. Còn vào tay này thì Khải nghĩ vài kim. Nón này vài kim hoặc vài trăm xu. Vũ khí này thì cũng tầm vài kim. Đai lưng này thì dòng cuối thì nó cũng khá rẻ thôi. Đây cho hai kim đây, nón hai kim, vũ khí này ít nhất phải 3 kim, 7 kim, 7 kim mới nhẫn này 10 15 kim đi, 22 kim. Đại lưng này khoảng 2 đến 3 kim. Cho hai kim là 27. Giày này khoảng 1 kim. Cho 1 kim đến 1 kim rưỡi. Nếu mà tính là set đồ của ông này là set xanh này ít nhất phải 30 kim. Set xanh này này, hai tất cả cộng cái mốc xanh này phải 30 kim. 30 kim với set đồ này hơn 60 kim nữa, nó dao động khoảng 80 kim đến 90 kim set đồ này. Một set đồ cực kỳ chắc chơi. Tại vì là cái hiệp cốt này thì một set hiệp cốt này nó phải dao động 4 triệu hơn rồi nè. Khải nghĩ nó phải tầm 75 kim. Đó, 75 kim tầm 60 đi, 60 tầm cái này cho 3 triệu đi. Cái này ngọc bội này cho 3 triệu sẽ mua không ra. Này 1 triệu 4 triệu lại 30 kim nữa. Set đồ này tầm hết 7 triệu anh em, 7 đến 8 triệu. Quá chắc. Rồi, chắc quá. Ok nha. Ok, bây giờ Khải đua ngựa nha mọi người. Chung là anh em xem video này thì đừng quên đỡ lại cho nhị thiếu gia cũng như Khải một like, một chia sẻ ủng hộ tinh thần nha anh em. Khải sẽ cố gắng soi đồ những cao thủ tống kim và những cao thủ nào ở server và có biệt danh tốt hoặc là biệt danh xấu gì đó thì nói chung là nội hot hot server Khải soi anh em xem. Đừng quên cho Khải một like nha mọi người. Thế bây giờ Khải vào đua ngựa thôi.